Sau Ngô Kiến Huy lộ diện danh tính chồng giấu mặt lâu nay của em gái Thanh Thảo, người hâm mộ gửi lời chúc mừng đến em gái Thanh Thảo khi tìm được người đàn ông tốt chăm sóc gia đình, yêu thương cô thật lòng sau ồn ào với Ngô Kiến Huy. Mới đây trên trang cá nhân, ca sĩ Thanh Thảo chia sẻ loạt ảnh đi chơi cuối tuần của em gái, cô viết: "Weekend của cả nhà, phụ nữ chỉ mong kiếm được người đàn ông tốt, thương mình thật sự và biết chăm sóc các con." Cư dân mạng đoán rằng người đàn ông đi chơi cùng mẹ con Thủy Anh chính là ông xã mà cô giấu kín bấy lâu nay. Bên dưới, người hâm mộ cũng đã gửi lời chúc mừng đến em gái Thanh Thảo. Ca sĩ Thanh Thảo chia sẻ hạnh phúc của em gái Thủy Anh lên trang cá nhân. Sau Ngô Kiến Huy, đây là chân dung chồng em gái của Thanh Thảo. Thủy Anh, em gái Thanh Thảo hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình. Người đàn ông lạ này được cho là chồng của em gái Thanh Thảo. Thêm vào đó, màu tóc của người đàn ông đi chơi cùng em gái Thanh Thảo mới đây rất giống với người mà Thủy Anh giấu mặt trước đó. Người hâm mộ cũng chúc mừng hạnh phúc cho Thủy Anh. Chuyện tình ồn ào của Ngô Kiến Huy và Thủy Anh từng gây rung động dư luận trong một thời gian dài. Khi đó, em gái của nữ ca sĩ Thanh Thảo bất ngờ thông báo có con với Ngô Kiến Huy, nhưng anh và gia đình đã phủ nhận điều này. Điều này khiến cô vô cùng buồn bã và đã phải nhập viện. Sau khi xác thực được bé Minh Trí chính là con ruột của mình, Ngô Kiến Huy mới chịu liên hệ với em gái Thanh Thảo để bàn về kế hoạch chu cấp hàng tháng. Sau một thời gian kinh doanh rồi chuyển sang Mỹ định cư, Thủy Anh đã tìm được bến đỗ hạnh phúc cho mình với một chàng Việt Kiều. Nhưng nỗi đau trong quá khứ đã được Thủy Anh dần quên đi để bắt đầu cuộc sống mới. Em gái Thanh Thảo cũng bí mật sinh con gái thứ hai tại xứ sở cờ hoa. Sau ồn ào với Ngô Kiến Huy, em gái Thanh Thảo hiện đã có một cuộc sống bình yên tại Mỹ. Nhan sắc 10 cô gái đầu tiên vào bán kết Hoa hậu Hoàng Vũ. Danh sách 10 cô gái đầu tiên lọt vào bán kết Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam vừa chính thức được hé lộ. Nguyễn Thị Huyền Trang, số báo danh 113, đến từ Hạ Long, Quảng Ninh, sở hữu thần thái tự tin. Trong các hoạt động thử thách của chương trình Tôi là Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2017, Huyền Trang là thí sinh nhiệt tình và năng nổ. Ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2017 đã chọn ra 70 cô gái xuất sắc nhất sau hai vòng sơ khảo tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Các cô gái sẽ bước vào giai đoạn ghi hình truyền hình thực tế. Đồng thời tham gia vòng bán kết sẽ diễn ra tại Nha Trang từ ngày 25 tháng 10 đến ngày 4 tháng 11. Trước thềm lên sóng chương trình thực tế Tôi là Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2017, ban tổ chức vừa chính thức tiết lộ danh sách 10 thí sinh đầu tiên có mặt trong top 70 bán kết. Các thí sinh còn lại sẽ được thông báo trong tập 1 của chương trình. Hiện tại chương trình đang trong thời gian ghi hình và sẽ phát sóng vào 21 giờ 35 chủ nhật hàng tuần trên VTV9. Ngắm nhan sắc 10 thí sinh đầu tiên trong top 70 của Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2017. Nguyễn Thị Ngọc, số báo danh 346, đến từ vùng đất Nghệ An, cô ghi điểm với nụ cười rạng rỡ và cách giao tiếp khéo léo. Người đẹp Hoàng Hải Thu, số báo danh 106, được đánh giá cao nhờ khả năng nói tiếng Anh lưu loát. Cô sinh viên trường Y Nguyễn Thị Hồng Thương, số báo danh 143, được mệnh danh là bản sao của Nguyễn Thị Loan. Lê Thị Ngọc Úc, số báo danh 232, là đại diện nhan sắc đến từ Kiên Giang, cô từng có kinh nghiệm làm người mẫu nhiều năm. Thí sinh đến từ Đồng Nai, Lâm Quế Phi, số báo danh 233, là một ẩn số của chương trình. Nguyễn Diễm Uyên, số báo danh 308, quê gốc ở Nam Định, nhưng sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Cô đang theo học chuyên ngành kinh doanh quốc tế. Nữ sinh viên Đại học Ngoại thương Phủ Thị Tuyết Trang, số báo danh 115, là thí sinh đặc biệt của khu vực Hà Nội. Tuyết Trang tự thận sức mình khi quyết định chinh phục những đỉnh núi cao ở Nam Mỹ. Bùi Lý Thiên Hương, số báo danh 326, là nhan sắc gây chú ý ở vòng sơ khảo khu vực phía Nam. Cô quyết tâm trở thành Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam đầu tiên của miền Tây Nam Bộ. Trong các thử thách của chương trình Tôi là Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2017, người đẹp thường xuyên nằm trong nhóm thí sinh nổi bật nhất. Lại Quỳnh Giang, số báo danh 135, đã dành một năm rèn luyện giảm cân để tham gia Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2017. Nàng hoa hậu đẹp nhất lịch sử Hồng Kông, từ tai tiếng Hồ Ly Tinh đến phu nhân tỷ phú. Từng nổi danh là hoa hậu diễn viên người mẫu, nhưng hai lần mang tiếng là kẻ giật chồng người khác. Cuối cùng Lý Gia Hưng lại có cuộc sống mà nhiều người mơ ước bên người chồng tỷ phú.
Lý Gia Hân đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông năm 1988 và đến nay vẫn chưa có đàn em nào vượt mặt nổi. Người phụ nữ đó vẫn giữ cho mình những nét đẹp thanh tao quyến rũ theo thời gian mà chẳng mảy may có dấu hiệu nào của lão hóa. Tất nhiên người ta sẽ trầm trồ khi nhắc tới Lý Gia Hân với cương vị hoa hậu của các hoa hậu Hồng Kông. Nhưng về đời tư của cô thì còn lắm thị phi hơn. Từng hai lần mang tiếng giật chồng người khác, nhưng cho đến cuối cùng, điều tuyệt vời nhất đã đến với người đàn bà đầy xuân sắc đó là một gia đình hạnh phúc bên tình yêu đích thực của chồng tỷ phú và con trai. Lý Gia Hân đăng quang hoa hậu Hồng Kông và trở thành cái tên gây sốt cho đến tận bây giờ. Gương mặt xinh đẹp gợi cảm chính là điểm cộng của cô ngay lúc đó. Lý Gia Hân nổi tiếng xinh đẹp từ khi còn nhỏ. Năm 3 tuổi cô đã có hợp đồng quảng cáo đầu tiên của mình. Năm 12 tuổi cô đóng mẫu quảng cáo thứ hai và từ đó trở đi, dù vẫn khoác áo đồng phục học sinh, Lý Gia Hân đã lọt vào tầm ngắm của các công ty quảng cáo, công ty đào tạo người mẫu, được mời tham gia đóng phim điện ảnh. Tuy nhiên lúc đó ước mơ của Lý Gia Hân là trở thành tiếp viên hàng không nên cô từ chối lời mời hấp dẫn từ giới showbiz. Tuy nhiên đến năm 14 tuổi sau khi nhận ra rằng sự nghiệp người mẫu không có gì mâu thuẫn với ước mơ được trở thành tiếp viên hàng không thì người đẹp chính thức bắt đầu công việc của một người mẫu. Năm 1988, Lý Gia Hân ghi danh tham dự cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông với sự cổ vũ của bạn bè và người thân. Với nhan sắc vốn có, cô dễ dàng vượt lên các thí sinh khác để trở thành hoa hậu. Không những vậy, khi đại diện Hồng Kông tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoa Kiều quốc tế, Lý Gia Hân cũng giành được phương miện cùng giải thưởng phụ thí sinh ăn ảnh nhất. Kể từ sau khi được trao vương miện, Lý Gia Hân lại tiếp tục lọt vào mắt xanh của các nhà sản xuất phim. Năm 1989, cô có bộ phim truyền hình đầu tay Hoa Nguyệt Giai Kỳ thủ vai nữ chính. Từ năm 1990 trở đi, Lý Gia Hân thường xuyên góp mặt trong nhiều tác phẩm điện ảnh như Đông Phương Bất Bại, Thiện Nữ U Hồn, Cổ Hoặc Tử, bên cạnh các ngôi sao như Trương Quốc Vinh, Vương Tổ Hiền, Trương Mạn Ngọc. Mặc dù xuất hiện trong nhiều bộ phim nổi tiếng, nhưng xét về lối diễn xuất thì Lý Gia Hân lại không được đánh giá cao mà luôn bị coi là bình hoa di động. Có lẽ cũng ý thức được điều đó nên từ năm 1994 đến nay, có rất ít bộ phim người ta thấy sự xuất hiện của cô, mà nếu có thì cũng chỉ là những vai khách mời ngắn ngủi. Thấy vậy, Lý Gia Hân mới chuyển sang tập trung vào sự nghiệp người mẫu, thứ đã đưa cô thăng hạng từ khi còn nhỏ. Với sắc đẹp thế gian hiếm có của mình, thật chẳng khó để tìm những người theo đuổi Lý Gia Hân. Trước khi bước chân vào giới showbiz, cô đã hẹn hò với Nghê Chấn, con trai của nhà văn nổi tiếng Nghê Khuông. Nghê Chấn sau này là chồng của Châu Huệ Mẫn. Tuy nhiên hai người chia tay không lâu sau khi Lý Gia Hân đăng quang ngôi vị hoa hậu. Sau đó, Lý Gia Hân cũng có mối tình đẹp với chàng diễn viên Lê Minh, một trong tứ đại thiên vương của Hồng Kông, người cũng rất nổi đình đám thời bấy giờ. Cả hai bén duyên sau khi đóng cặp trong Nguyên Chấn Hiệp và được mệnh danh là cặp đôi tiên đồng ngọc nữ của làng giải trí Hồng Kông. Thế nhưng, những tháng ngày hạnh phúc cũng không kéo dài được bao lâu khi người ta phát hiện Lý Gia Hân thường xuyên xuất hiện bên một vị đại gia lớn tuổi, bỏ lại sau lưng mối tình dang dở và đầy tiếc nuối cho Lê Minh. Vị đại gia đang nhắc tới ở đây chính là Lưu Loan Hùng, người đã thường xuyên gửi hoa quà và cả xe hơi cho Lý Gia Hân từ khi cô mới đăng quang hoa hậu. Không những thế, vị đại gia này còn có lần thổ lộ trên báo chí về tình yêu dành cho người trong mộng. Trước tấm chân tình cùng sự quan tâm của Lưu Loan Hùng, Lý Gia Hân đã động lòng, mặc dù người đàn ông này hơn cô đến 20 tuổi và đã có gia đình. Trở thành bóng hồng bên cạnh một tỷ phú lắm tiền, người đẹp này đã có một cuộc sống nhung lụa mà bất kỳ cô gái nào cũng phải ghen tị khi sở hữu xe sang và biệt thự đắt giá. Tuy nhiên, mối tình này lại chỉ mang tới đau khổ khi cô mệnh danh là Hồ Ly Tinh cướp chồng người khác. Cuối cùng, cuộc tình này cũng đến ngày tan vỡ sau khi Lý Gia Hân chủ động buông bỏ, dù trong lòng rất tiếc nuối. Một vị đại gia khác cũng đem lòng thương nhớ Gia Hân, thời cô mới thành hoa hậu là Hứa Tấn Hanh. Người này cũng thường xuyên gửi hoa tới cho cô, nhưng lại giấu tên không cho biết. Mãi đến năm 2006, hai người mới vô tình gặp lại nhau. Và đến lúc đó, Lý Gia Hân mới biết anh chính là người hâm mộ ẩn danh năm nào. Sau khi gặp gỡ, cả hai nhanh chóng rơi vào lưới tình. Và điều này đã khiến Lý Gia Hân lần thứ hai phải mang danh Hồ Ly Tinh. Bởi Hứa Tấn Hanh lúc này đã có vợ, và vợ anh không ai khác chính là Hà Siêu Quỳnh, con gái của ông trùm sòng bạc Ma Cao Hà Hồng Sơn. Để có thể làm đám cưới với Lý Gia Hân, Hứa Tấn Hanh đã nhất quyết ly dị với vợ. Điều này khiến cho gia đình của vị đại gia này có ác cảm với nàng dâu mới, và công chúng càng được thế chỉ trích Lý Gia Hân là kẻ đào mỏ hám tiền. Hạnh phúc với tình yêu đích thực.
Sau khi bỏ vợ, đến năm 2008, Hứa Tấn Hành cưới Lý Gia Hân và bỏ ngoài tai những đồn đoán vợ mới của mình là kẻ đào hám tiền. Tuy nhiên, theo lời cô hoa hậu năm xưa, thì suốt khoảng thời gian chung sống, chưa một lần nào Tấn Hành nhắc tới quá khứ của vợ mà luôn trân trọng, không bao giờ can thiệp vào công việc riêng tư của cô. Đồng thời, Gia Hân vẫn được tiếp tục công việc trong ngành giải trí, dù dòng họ nhà chồng trước đó chưa từng có tiền lệ. Cũng như phần đa công chúng, mẹ chồng của Gia Hân cũng chẳng ưa gì con dâu mới, đặc biệt sau khi cô hùng hồn tuyên bố sẽ không sinh con cho nhà chồng. Tuy nhiên, năm 2011, Lý Gia Hân sinh một bé trai đặt tên là Hứa Kiến Đồng. Cũng nhờ có đứa con này mà mối quan hệ của cô với bố mẹ chồng cũng dần được cải thiện. Từ đây, cô cũng ít khi xuất hiện hơn hẳn trong các hoạt động giải trí, mà chuyên tâm làm người phụ nữ của gia đình. Gia Hân sinh con trai Hứa Kiến Đồng trong Vỡ Òa Hạnh Phúc. Giờ đây nhắc đến Gia Hân, người ta đã quên ngay cụm từ hồng nhan bạc mệnh, mà thay vào đó là một chuỗi dài ngưỡng mộ tình yêu và gia đình của cô. Bởi nhà họ Hứa vốn là một gia tộc giàu có nhất nhì Hồng Kông, việc Gia Hân được chồng nuông chiều cũng là điều dễ hiểu. Nàng hoa hậu năm nào giờ đây vẫn nhuận sắc và luôn được hưởng thụ những thứ sang trọng, tốt đẹp và bậc nhất. Mọi thứ đến với Lý Gia Hân đều chỉ có thể dùng từ viên mãn để miêu tả mà thôi. Người đẹp vào thời điểm mang bầu được chồng nâng niu kỹ càng, Gia Hân giờ đã 46 tuổi nhưng vẫn vô cùng trẻ trung và xinh đẹp. Cô luôn được chồng tháp tùng trong mọi sự kiện. Mới đây, cô đã gây chú ý khi đeo trên tay chiếc nhẫn kim cương, đắt giá khi sánh vai bên chồng. Nhan sắc mặn mà, dù đã ở tuổi tứ tuần của Lý Gia Hân, gương mặt này vẫn luôn lọt top tầm ngắm của các nhiếp ảnh gia. Không những trẻ, Gia Hân còn có thân hình nuột nà đáng ngưỡng mộ.